Mình xin mến chào các bạn. Mình ghi hình nay anh em mình làm cỏ mì nha các bạn. Thuộc huyện Tân Biên. Mì này là giống mì 140 nha các bạn. Mình đất nó hơi khô nha các bạn, đất ruộng. Giống này thì nông dân mình trồng thường là đến cuối tháng 4 là bắt đầu nhổ nha các bạn. Trễ lắm là bắt đầu qua tháng 6. Tại này là dùng đất này, dùng đất ruộng. Mình này là 11-40 nha các bạn, mình ghi hình cho các bạn xem. Mình này là ta làm cỏ hơi trễ à. Nên mình ghi hình ở địa phận huyện Tân Biên. Đây đa số là người ta canh tác mì với lại bắp với mía, mía mà ít nha các bạn. Đồng mì này thì cánh đồng này đa số là mì với lại bắp. Này là phốp mì lên rải diêm, này là nó cũng hơi trễ nha các bạn. Mình thường quay ghi hình mấy cái cảnh mà nhổ mì đều là cánh đồng Tân Biên nhiều nha các bạn, thuộc địa phận Tân Biên. Cái này là mấy mốt mình qua mình mới ghi hình nè. Giờ mình ghi hình là anh em ta đang phốp lên để bỏ diêm. Mì giống 140 này năm nay nó bị khảm lá nhiều nha các bạn. Không biết năng suất đến hồi nhổ thì nó sao. Năm nay cái giống này nó bị nhiễm bệnh hơi nhiều các bạn. Vì khảm lá nó bị quăng. Bị quy quy lá lại các bạn. Giai đoạn chăm sóc này là giai đoạn cuối nha các bạn. Để chờ thu hoạch thôi. Này là đang phấp, vừa phấp xong cái bấu lọ bó diêm. Giờ trưa cơm cũng ra về nha các bạn. Mình xin được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip sau. Xem thấy thích, thấy hay thì cho mình một lượt đăng ký và một like nha các bạn. Chúc các bạn ngày xem video vui vẻ.